Những lần thử vai thất bại khiến Sao Cibit chăn trở mãi. Tần Lam muốn làm A Hoàn cho Châu Tấn cũng không được. Dương Tử cay đắng vì thua đau Trần Đô Linh. Nếu đu Cibit lâu, chắc mọi người chẳng còn lạ lẫm gì chuyện casting nhỉ. Có những bộ phim chốt diễn viên phút mốt thì cũng chẳng thiếu dự án phải tổ chức casting, cân đo đong đếm giữa rất nhiều diễn viên mới chọn được cái tên cuối cùng. Vì lẽ đó mà có không ít sao Hoa ngữ cũng phải nếm thử cảm giác bị loại khỏi đoàn phim đầy cay đắng. Ví dụ như Dương Tử nè, suốt 8 năm vẫn đau đáu vì bị loại khỏi đoàn phim Tay Trái, cứ gặp Tô Hữu Bằng là nhắc chuyện cũ khiến đạo diễn đau đầu không thôi. Angela Baby. Bạn có biết, nữ chính Bích Giao của Thanh Vân Chí vốn được nhắm đến cho Angela Baby không? Thậm chí, nữ diễn viên này còn thực hiện hẳn một bộ ảnh thử tạo hình nữa cơ. Kết quả, sát giờ G thì dàn diễn viên lại thay đổi, Triệu Lệ Dĩnh mới là lựa chọn cuối cùng của đạo diễn. Xét về phần nhìn thì Angela Baby có phần nhỉnh hơn Triệu Lệ Dĩnh thật, nhất là cô chẳng phải đội mái tóc ngang giả chân. Tuy nhiên, nhan sắc vẫn chẳng thể độ nổi diễn xuất của cô. Thế nên, chắc chỉ Angela Baby và fan thấy tiếc, chứ khán giả lại thở phào nhẹ nhõm đó. Nhiếp Viễn. Nếu là fan của Thần Điêu Đại Hiệp 2006, chắc hẳn mọi người đều biết đến ồn ào vai diễn nhỉ. Từ Châu Tấn hụt vai Tiểu Long Nữ vào tay Lưu Diệc Phi, cho đến vai Dương Quá từ Nhiếp Viễn chuyển sang Huỳnh Hiểu Minh. Năm đó, Nhiếp Viễn gần như chắc thắng ở khâu casting rồi, thậm chí anh còn đi trùng tu cho phù hợp với hình tượng Dương Quá hơn nữa cơ. Ấy vậy mà sau cùng, Trương Kỷ Trung lại quay xe để Huỳnh Hiểu Minh làm nam chính, đưa tên tuổi anh lên hàng tứ đại trung sinh. Chắc vì lý do này mà khi làm Tây Du Ký, Trương Kỷ Trung đã đền bù cho Nhiếp Viễn vai Đường Tăng, nhưng phiên bản mới này thất bại thê thảm, chẳng giúp được gì cho chàng tài tử họ Nhiếp. Tần Lam. Bạn biết không, Phu Sát Hoàng hậu Tần Lam vốn muốn được góp mặt trong bộ phim Như Ý Chuyện Cơ, Diên Hy công lực chỉ là thay thế mà thôi. Thậm chí, để tăng cơ hội được góp mặt trong dự án khủng này, Tần Lam còn hạ tiêu chuẩn, tham gia casting vai A Nhược, người hầu của Châu Tấn trong Như Ý Chuyện đó. Ai mà ngờ được, Tần Lam lại thua đau cô gái kém tên tuổi hơn là Tăng Nhất Huyên. Dù hụt cơ hội trong bộ phim cung đấu có kinh phí khủng nhất Cibit, nhưng bù lại Tần Lam đã tạo nên một Phu Sát Hoàng hậu kinh điển trong Diên Hy công lược, có được mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều người từng mê mệt bức ảnh mặt mộc ăn đứt phấn son này của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng lại không rõ nó xuất phát từ đâu nhỉ. Đây là khoảnh khắc nữ diễn viên tham gia casting vai ngu cơ trong bộ phim bom tấn cổ trang Huyết Yến đó. Thời ấy, mỹ nhân Tân Cương là thiếu nữ mới 18 tuổi, chẳng có kinh nghiệm gì ngoại trừ nhan sắc. Bởi thế mà dù đã vô tận top 10 người cuối cùng, cô vẫn bị loại. Điều khá buồn cười là người chiến thắng năm đó, Hà Đỗ Quyên dù rất xinh đẹp nhưng lại mờ nhạt vô cùng, gần như đã biến mất khỏi Cibit. Dương Tử. Chắc ít ai biết, Tay Trái chính là chấp niệm mãi không thể bỏ của Dương Tử nhỉ. Thời phim khởi quay, Dương Tử chưa đình đám như bây giờ nên cũng phải tham gia casting đó. Quá trình thử vai khá suôn sẻ, Tô Hữu Bằng cũng khen ngợi Dương Tử hết lời. Cuối cùng vai nữ chính lại thuộc Trần Đô Linh, còn nàng Dương chờ mãi vẫn chẳng nhận được cú điện thoại nào từ đàn anh. Vì lẽ đó mà khi tái ngộ Tô Hữu Bằng trong show Nhà hàng Trung Hoa hay Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta, Dương Tử cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này. Mãi đến gần đây, Tô Hữu Bằng mới thừa nhận, lời khen năm xưa chỉ là một cách an ủi theo kiểu, em rất tốt nhưng anh rất tiếc mà thôi.